Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Kiorit và nó có cái tên riêng phía sau đây các bạn. Tên của nó đây. ER311 các bạn. Cây ER311 này nó có cái nòng là 36 ly và dung tích xi lanh nó là 31 cc. Tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. Như các bạn đã biết đó là cây Kiorit này là nó thuộc dạng nồi đồng cối đá nha các bạn. Chạy rất đổi là bền luôn, dịch siêu bền ha. Mình đã lên cái chế quạt khí quanh rồ đây, quanh rồ hai kim của Nhật cho các bạn xài cho nó sướng ha. Rất là ổn định, độ ổn định rất là cao và ít ăn xăng ha, dễ sửa chữa ha. Đây chế quạt khí quanh rồ hai kim đây các bạn, mình xem. Đây là cái kim chỉnh tốc độ cao ha. Và ở trên đây có cái kim chỉnh tốc độ thấp ha, kim ngầm nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn xem cái máy. Rất đổi là đẹp luôn. Đấy. Ở đây nắp xăng này nó có lỗ thông hơi nha. Và nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt với tỷ lệ khoảng 50 cc trên lít nha các bạn, thấp nhất là 50 cc trên lít. Các bạn thường xuyên chạy máy lớn thì có thể pha tăng tỷ lệ nhớt lên ha, 60-70 cũng không hề gì mà máy mình rất là bền các bạn. Chạy máy lớn ha thì tăng nhớt lên thì nó là một cái công việc đó mình phải làm để cho cái máy mình nó có độ bền cao ha, nó đủ bôi trơn thì máy chạy nó mới bền được nha các bạn. Dòng máy này bô đen nha các bạn, nhưng mà cái chụp ở ngoài này, cái chụp bô này nó xi nha, xi trắng. Các bạn xem dòng máy này là dòng máy đời chung đó các bạn. Độ bền nó rất là cao luôn. ER311 ha. Ở đây nó có cái tem trả bài của nó đây các bạn. Cái tem này rất là đỉnh đạt luôn nha. Made in Japan. Các bạn xem ha. Chữ Nhật không ha. 311 ha. Rất là ngon. Chạy tum gời nè, tum bố đặc biệt của bố của Kiorit nha, nó rất đổi là bền luôn. Đây, tay nắm cũng như là cái đệm hông này ha, cầm nè, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải nè, tay gà nè. Rất là nhẹ nhàng luôn ha, quan sát xem trắng tinh luôn, rất là đẹp. Đáp ra đây zin ở đây ha, củi nó có siêu chống dính cỏ luôn các bạn, và ở dưới nó có chống mài mòn nguyên khối luôn, củi nó siêu chống dính cỏ, có chèn ốp ngược này, chèn ốp ngược đó các bạn. Đấy. Chạy 311 này nha, chạy súng nổ luôn. 36 ly rất là khỏe luôn ha, đánh cước rất là ngon các bạn. Dòng Kiorit này thì nó thuộc về, nói về sức khỏe, sức mạnh nó là vô địch, nòng nó dài, rất là dài và cái bánh chớn rất là to ha, bánh đà các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha, các bạn thấy hơi nữa không? Đấy. Rồi thực. Nha, mình ngồi mình giật ha, hơi hực vậy chứ giật nó cũng không có nặng gì lắm nha các bạn. Tắt nha các bạn, tắt ha, nổ nha. Nó rất là nhạy các bạn, nó nổ trong tay luôn, giật một
khẽ giật cái là nó nổ hả? Không cần phải quá nhiều sức đâu. Nhạy nha. Là trơn luôn ha, mà thấy nó quay tích luôn. Cái độ bốc với độ ngọt của nó các bạn rất là đã luôn. Chế quanh rồ thì hết ý à. Đây rất là chậm ngừng nha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Kyoris ER311 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.